hôm nay nhập học trường cấp 1 của con trai mình. À, mình đi quay vòng vòng với mình nói về học hành ở bên nước Mỹ cho mọi người coi nha. Cũng hai mắt hơi có về nên đeo kính. Ngày đầu tiên hai vợ chồng đưa con đi học luôn. Đi học ở Mỹ á, thì rất là dễ dàng. Ở tuổi nhỏ nhà nước lo hết từ lớp 1 đến lớp 12 nha. Chỉ dẫn con mình đến trường thôi. Sách vở tập gì, đồ dụng cụ học gì thì mình mua một ít thôi. Mình mua một ít dụng cụ học thôi. Còn sách vở tập là chính phủ lo hết từ lớp 1 đến lớp 12 nha. Học từ 8:30 sáng cho tới 2:45 buổi trưa đó. Ăn trưa thì người nào mà thu nhập thấp á thì lại đằng kia đang phát một cái đơn để điền vô là chính phủ cho ăn trưa luôn. Còn cha mẹ nào mà thu nhập khá hơn với cái mức quy định á thì đóng khoảng $3 cho một phần ăn trưa, có ăn sáng thì rẻ hơn. Đây là chỗ đang điền đơn đồ đó, đang xin tiền ăn đồ. Rồi với mấy cái thông báo cho mùa nhập học đầu tiên á, không khí rất là vui ha. Từ lớp 1 đến lớp 3 đó thì người ta nói là con nít nó chưa có biết nhiều nên đi học như đi chơi và không có lấy điểm chính thức. Rồi lớp 4 trở lên nó bắt đầu lấy điểm theo hệ ABC á. A là 90 trở lên, 90% trở lên. B là 80 đến 89. C là 70 đến 79%. Mà dưới nữa thì đi ép học dở quá. Nhưng mà không có ở lại lớp nha, ở đây không có cho ở lại lớp. Trường học của con mình nè. Đó, từ cấp 1, từ lớp 1 đến lớp 6. Có mẫu giáo nữa. Lớp mẫu giáo nữa. Đó, cái trường rất là đơn giản nhưng mà trong phòng học đó, có rất là nhiều dụng cụ học tập hiện đại, máy móc, computer, tất cả các em đều được sử dụng. Đọc sách đó, làm bài ở trên iPad luôn, làm bài lấy điểm, đọc sách ở đây quan trọng lắm. Học ở đây á, con nít đứa nào cũng học giỏi. Tại sao Mỹ á, nó không có học chung chung, điểm chung chung. Nó quan trọng là mình lấy điểm làm sao á, mà con mình á, giỏi phần nào là nó bổ sung phần đó. Như có người á, con giỏi thể thao thôi là nó chuyên vô thể thao luôn. Con giỏi toán nó cho vô lớp toán, con giỏi văn nó cho vô lớp văn. Nên đứa nào cũng học giỏi một thứ hết, lãnh phần thưởng rồi, lãnh quy chương đồ nhiều lắm. Ở đây nó không có phát phần thưởng đồ hiện vật đồ đâu, nó phát quy chương với được đi ăn với lại hiệu trưởng với được thầy cô khen, chụp hình với thầy cô dẫn đi ăn ở những cái nơi mà mấy đứa con nít nó thích, rất là thực tế luôn, chứ không có cần mấy cái quà cáp khác. Chỗ này là người ta coi lớp của con người ta, mỗi người có một cái account đó để vô coi, nhưng mà nhiều người ta quên password ha, người ta không có vô được nên giờ người ta đợi người ta coi lớp, còn mình coi ở trên online hôm qua rồi, biết lớp của con mình rồi. Giờ đợi đúng 8:15 mở cửa để vô thôi. 8:30 là vô học. Lớp 1 đến lớp 12 học thoải mái. Từ cấp 1 lớp là lớp 1 đến lớp 6, cấp 2 là lớp 7 lớp 8, cấp 3 là lớp 9 đến lớp 12. Lớp 9 lớp 12 quan trọng lắm. Lấy điểm á, lấy điểm đặng tính điểm đó vô đại học. Ở bên đây nè mấy anh Việt kiều về á, hay nói là kỹ sư bác sĩ mà thiệt á. Ở bên Mỹ học dễ lắm, không có thi vô đại học. Mọi người á cứ con nít á học mà điểm cao á thì được vô trường tốt. Trường nó có quy định thang điểm á để được chọn trường. Rồi điểm không cao lắm thì vô mấy cái trường bình thường thường chút vậy đó. Học cũng ra hết à, ra làm có học dễ dàng lắm. Học đại học thì tốn tiền nha, mắc lắm á. Học dở là mình tự trả tiền, còn học giỏi mình có đi xin tiền được chỗ này chỗ khác. Tốt lắm. Đặng mình bù vô cái phần học mình. Còn nếu mà mình không có tiền á, cha mẹ không có tiền nuôi á, học mấy trăm ngàn đô đó. Một cho 4-5 năm á, học bác sĩ 10 năm là 400-500 ngàn đô la luôn á mới ra được á. Học dữ lắm. Học mắc tiền dữ lắm. Do đó có đứa đó thì mượn tiền chính phủ không có lấy lời, nhưng mà sao đi nó đi làm ra mà có lương đồ chính thức đàng hoàng á thì phải trả lời cho chính phủ với trả tiền vốn, tiền lời khoảng 8-10% á. Nhà nước cho mượn tiền học hết.
Đến đây học được hết nha, học được hết. Ra làm có tiền lắm, đứa nào học giỏi đó là mấy cái hãng xưởng nó vô trường nó chọn á, rồi nó đưa ra những yêu cầu rất là ngon, dành cho các em đó chọn cái hãng đó về làm. Do đó đứa nào học mì ở bên đây á, người Việt mình qua đây học giỏi lắm, à được chọn lắm, được chọn làm ngon, tương lai ngon lắm. Nó à, ở đây đứa nào học ra xong cũng có làm ngon lành hết. À, con nít đó từ dưới 16 tuổi, dưới 18 tuổi không có cho đi làm cái gì hết, chỉ đi học thôi. Giấc trưa mà trước 3 giờ mà trong thời gian học á, mà đi lang thang ngoài đường là cảnh sát hốt liền, kêu cha mẹ lên tại sao cho con trốn học không đi học. Tại vì cái thời gian đó là từ 8 giờ rưỡi đến 3 giờ là tất cả dưới 18 tuổi phải vô trường hết nha, không có được đi lang thang đâu đó. Đi lang thang là bị cảnh sát bắt. không đó, ở đây là phải đi học hết, nhà nước nuôi mà. Vui không, ngày nhập học vui ha. Nó trường học đó rất là đơn giản, mà ở sau có nguyên cái sân cỏ lớn lắm để chơi thể thao đồ á, lớn để mình làm quay thôi. Đây là trường học nè, ở sau xa quá không có quay được đó, rào hết an toàn cho học sinh đó. Phòng học đơn giản gì á mà nhiều lắm. Thầy cô đây giống như bạn của học trò vậy, nó thương thầy cô lắm. Học á giống như người ta không có quan tâm cái thành tích học đâu, người ta chỉ dạy cho nó biết chữ biết nên người thôi. Còn thành tích học là của tụi nó ghi vô sách vở. Thầy cô giống như cũng không có liên quan nhiều đến thành tích học đó. Nhà trường không có giống như người thầy nào cũng không có giống như lệ thuộc lắm về cái thành tích học như ở bên nhiều nước khác. Nên thầy cô muốn dạy theo chương trình nào thì dạy. Nó có những chương trình của cái khu học khu nó ra giống như bao nhiêu sách vậy, thầy cô muốn dạy nào dạy à. Nên mỗi lớp dạy khác nhau hết ha, thì theo thầy cô. Nên con nít ở đây nó sáng tạo lắm, nó học người này cách khác, người kia cách khác, không có rập khuôn. Cái giáo dục bên đây nó dạy mà dạy nhân cách làm người nhiều hơn, không có đánh nhau, không có cái đó là bắt lên văn phòng liền á. Không có giống như không có làm tổn thương nhau, không có được mấy cái đó. Đi học rất là vui vẻ. Nè, đứa nào mà bị mát một cái là vài lần là mời cha mẹ đó, mà quýnh bạn hay cái gì nữa là đuổi ra khỏi trường luôn á. Đó, nước Mỹ nè. Đó, đời sống của nước Mỹ á. Ở khu này Việt Nam đông lắm. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Thảo biết thêm cái gì Thảo sẽ quay cho mọi người biết đời sống của nước Mỹ. Buổi sáng nay mùa thu á, trời hơi lạnh, quay nó không có sáng rỡ lắm, nhưng mà cũng rõ phải không? Bye bye.